Ngày đầu tiên Brian di chuyển tới Frankfurt, Đức. Thời tiết rất là thoải mái, dễ chịu và Brian có cơ hội đi vòng quanh thành phố trước khi quay lại một cái địa điểm mà Brian sẽ làm việc. Thì tất cả các tòa nhà ở Frankfurt các bạn đều thấy là đều có một cái kiến trúc khá là tương đồng với nhau, đều có những ô cửa rất là vuông vắng. Đây là ảnh hưởng bởi phong cách thiết kế công nghiệp mà Frankfurt rất ưa chuộng từ kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhìn trời có vẻ nắng vậy thôi chứ ở bên ngoài nhiệt độ là khoảng 8-9 độ, cũng rất là lạnh. Và mọi người ở bên đây khi mà đi du lịch thì đều phải mang theo áo rất là dày để có thể chịu đựng nổi cái lạnh mùa thu này. Đường xá trống trải, rộng rãi, ngăn nắp, tuy nhiên có cảm giác hơi buồn, cho nên các bạn theo dõi cái đoạn sau của video clip xem có gì vui hơn không nha. Chỗ mà Brian làm việc là một trung tâm triển lãm những công nghệ mới nhất của thế giới. Do đó các bạn thấy là đây có một cái màn hình và người ta bấm nút ở trên đó và thông tin được hiển thị, nhưng mà ở phía sau chúng ta vẫn thấy được sản phẩm rất là hiện đại, phải không nào? Can you slide over to the left again? Yeah, thank you. Rồi, tham quan công nghệ có nhiều đó, thì đó bây giờ sẽ tới một cái phòng rất là đặc biệt. Brian dắt các bạn vào nha. Đây là một cái phòng gọi là Instagram Room. Thì vào đây thì sẽ có kính hình như là 12-20 chiều cho các bạn chụp những cái hình ảnh giống y chang như là tái hiện không gian ở trong thiên hà. Có đèn ở khắp nơi và bạn có cảm giác như là mình đang bay ở trong vũ trụ vậy. Còn bây giờ tới đoạn này thì Brian cảm thấy là thật sự giống như trong phim Interstellar, khi mà bạn bay trên cái tàu vũ trụ và đi vào thế giới thứ 5 vậy đó. Các bạn cùng xem nha. Sau khi tham quan công nghệ tất cả thành phố Frankfurt thì Brian có cơ hội được đi một vòng ở ngoài phố đêm của Đức, các bạn cùng xem nha. Vì trời lạnh quá nên mọi người đều về khách sạn rất là sớm và sáng hôm sau mọi người cũng thức dậy rất là sớm. Và mọi người thấy là 4 giờ sáng thì ở Frankfurt bắt đầu là tiếng kèn và thành phố đã bắt đầu hoạt động rồi. Vâng, và sau một đêm ngủ thật là dài thì chúng ta có cơ hội đến một cái khu làng cổ của Frankfurt. Khu làng cổ này có kiến trúc rất là typical của Đức và của châu Âu nói chung. Phía trước mặt các bạn đang thấy gọi là tòa thị chính của Frankfurt. Ở giữa thì có một cái cầu gọi là cái cầu đóng thuế, bởi vì bắt với lại nó là tòa nhà thuế thì phải. Đây là khu quảng trường mang đậm dấu ấn của châu Âu nói chung. Xung quanh đều là các kiến trúc rất là cổ điển của người Đức, được xây dựng bằng gạch, gỗ và đều có mái ngói. Nói cho các bạn biết luôn thì tất cả những kiến trúc này đều được phục dựng, bởi vì sau chiến tranh thế giới thứ hai thì khu vực này đều đã bị phá hủy bởi vì đánh bom. Mỗi buổi chiều thì mọi người đều đi chơi và đều dạo chơi khu này rất là nhộn nhịp. Khu này cũng là một khu mà du khách không tới không được các bạn.
phía trước mặt các bạn cũng là một tòa nhà hành chính nữa, và nơi đây cũng diễn ra rất nhiều những sự kiện quan trọng của thành phố Minerva Brunnen 1894. À, đây là thời gian xây cái bức tượng này đó các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi dọc theo cái con đường ra khỏi cái quảng trường này để đi qua một cái cây cầu cũng nổi tiếng không kém. Cây cầu này là cây cầu được các côi tình nhân mua những cái chìa khóa và các ổ khóa này tới đây để ghi dấu ấn tình cảm của mình. Đi dọc con cầu này thì Mai thấy là mọi người cũng có khoảng vài ngàn cái ổ khóa đã được gắn sẵn ở đây rồi. Từ phía cầu nhìn ra toàn bộ thành phố Frankfurt, và người ta gọi đây giống như là một khu New York của châu Âu vậy. Khi đi du lịch Frankfurt thì bạn cũng đừng quên là ghé qua tòa nhà thờ của Frankfurt các bạn nhé. Nhà thờ này có tuổi đời cũng vài trăm năm rồi, và bên trong thì rất là cổ kính. Trần nhà rất là cao theo phong cách Gothic. Và sau khi ngắm trọn thành phố Frankfurt từ cả chỗ hiện đại nhất tới chỗ cổ nhất, thì chúng ta hãy cùng nhìn ngắm mùa thu của châu Âu bằng những cái phần còn lại của video clip nha. Thank you.
Chuyến công tác ngắn ngày của Brian như vậy là đã kết thúc rồi. Brian sẽ đi ra sân bay để bay về Việt Nam đây. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip du lịch và đi làm sau của Brian nha.